công việc dễ tìm nhất trong nước Úc hiện nay mà không cần ngôn ngữ hoặc học vấn, đó là nghề chăm sóc chó, dẫn chó đi dạo, bán chó, bán những vật dụng cho chó. Các bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng và lương rất là cao. Điều kiện duy nhất cần trong công việc chăm sóc chó đó là các bạn cần phải yêu động vật. Quán cà phê đối diện biển, chỗ đó thì mình hay chạy bộ và đi bộ bên đó tập thể dục. Buổi sáng thì người ta ngồi uống cà phê ăn sáng. Một nước hiện tại trên thế giới là nước đứng thứ nhất về nước sở hữu nhiều thú cưng nhất trên thế giới, và thông thường họ sở hữu đó là chó và mèo. Mèo thì họ sở hữu ít hơn, nhưng chó thì họ sở hữu rất là nhiều trên nước Úc, và hiện tại là 5 triệu người trên nước Úc đang sở hữu những chú chó và mèo. Vì sở hữu chó và mèo quá cao trong nước Úc như thế, cho nên những công việc về chăm sóc thú cưng, dẫn chó đi dạo, bán đồ ăn cho chó, những nơi cho chó ngủ qua đêm bùng nổ các bạn ơi, và những dịch vụ làm đẹp cho chó hiện nay đang bùng nổ trên nước Úc. Một nghề rất là dễ kiếm tiền và hái ra tiền. Có những gia đình họ đang bận rộn để lo làm ăn, và thế là họ chưa chuẩn bị sanh em bé, và họ nuôi một chú chó trong nhà để bầu bạn. Thì khi họ đi làm như thế, họ rất là sợ chó của họ trong nhà buồn tẻ, thế là họ tìm một nơi tiêu khiển cho chú chó của họ, là họ cần một người dẫn chó đi dạo. Thế là những dịch vụ như dẫn chó đi dạo một ngày 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng tùy người chủ yêu cầu, và lương như thế có 15 đô một tiếng hoặc là lên 35 đô một tiếng tùy người chủ cần bạn dẫn nhiều hay ít trong một ngày, trong một tuần. Có một người khách hàng của mình, họ nói họ một ngày họ có thể dẫn 10 chú chó đi dạo một lần, một lần có khi lên đến 4 tiếng, và họ cũng phải cần tìm những nơi đẹp và những nơi an toàn cho những thú cưng của người chủ của họ. Cho nên 10 con, các bạn tính xem, một con 1 tiếng 30 đô, 10 con là 1 tiếng họ có thể kiếm dễ dàng 300 đô la một giờ. Nghề làm đẹp cho thú cưng ở Úc cũng rầm rộ, nở rộ rồi các bạn. Đó là cắt móng chân cho chó, cắt tỉa lông cho chó, tắm cho chó, massage cho chó. Có những dịch vụ làm đẹp đó là cấy lông mi cho chó nữa. Và những món đồ chơi, thức ăn. Hôm nay gió nhiều lắm. Có những khi những gia đình bận rộn, họ cần phải bay qua một tiểu bang khác, hoặc là bay qua một nước nào đó, thì không ai chăm sóc cho thú cưng của họ. Cho nên họ cũng cần dịch vụ, đó là dịch vụ cho chó của họ được ở qua đêm bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần tùy theo chuyến đi của họ. Nếu họ không tiện mang thú cưng của họ lên máy bay thì họ cần những nhà nghỉ cho chó. Nhà nghỉ cho chó thông thường từ 50 đô một ngày, có khi lên đến 100 đến 200 đô một ngày lận đó các bạn. Và bác sĩ thú y và phòng mạch cho thú y hiện nay đang rất là khan hiếm, cần thêm những dịch vụ như thế. Cho nên họ sẵn sàng chi trả khi thú cưng của họ bị bệnh, bị đau răng, hay là cơ thể không được tốt, hoặc là tiêu hóa không được tốt, bị tiêu chảy, thì họ sẵn sàng dẫn thú cưng của họ đi khám bác sĩ thú y và sẵn sàng chi trả 200-300 một lần khám.
có những khi thú y của họ, thú cưng của họ, có những khi thú cưng của họ bị tai nạn, gãy chân hay bị xe tông, thì dĩ nhiên bác sĩ thú y là nơi họ cần đến và chữa trị những lần như thế băng bột, bó bột, và phải có khi phải ngủ qua đêm tại phòng mạch thì có thể lên đến 1.000 đến 2.000 đô một lần viện phí cho chú chó như thế. Cho nên dịch vụ nuôi chó, dịch vụ chăm sóc chó ở nước Úc là một nghề đang được hái ra tiền ở nước Úc. Và có một điều quan trọng đó là khi các bạn thí dụ xảy ra trường hợp không đáng tiếc, trong khi các bạn chăm sóc thú cưng hoặc là mỗi sẽ một chú chó có chuyện gì không đáng tiếc xảy ra thì các bạn không cần phải chịu trách nhiệm. Lại thêm hai em nữa, một người mà nuôi hai con, chắc là một con cho vợ và một con cho mình, cho nên biết nuôi hai con này, màu đen và màu trắng. Thông thường ở đây họ cưng thú đến nỗi mà dành riêng cho họ, đó là họ không muốn nuôi chỉ một con thôi, người vợ cũng có một con riêng của người vợ để cưng hơn, và người chồng cũng có một con riêng của mình, vì hai con thể nào cũng hai tính cách khác nhau. Một con thì nhí nhố hơn, nó chơi vẫy đuôi liên tục, còn con màu đen thì hiền lành hơn, nhẹ nhàng. Nhìn con đen nó chững chạc hơn, chắc là con đen là cho con vợ, còn con trắng là cho ông chồng chăm. Đang tìm cỏ nó ăn đó. Một em chó màu trắng xinh đẹp chưa? Chó này nó không có lông, nuôi mấy con này á nó nghịch lắm, nó vẫn là con nít thôi đó, chắc mấy tháng rồi đó, không lông, không bị dơ nhà. Hai con chó, một em bé, hai ông chồng dẫn một con chó. Trước mình có thêm một chú chó được dắt đi dạo nữa kìa, chạy lon ton ngoài cỏ. Ở đây có luật là dẫn chó phải có sợi dây cầm, không cho chó chạy lung tung. Hai bạn bày ra picnic, gió thổi, bày hồi nãy giờ mình thấy cũng khoảng nửa tiếng là chưa bày xong. Có thùng đá chất nước ở trong đó, bánh kẹo, chỉ có hai người thôi. Vui vẻ ghê chưa? Thêm một chú chó lon ton này. Cái bãi biển này á, chó hay được dắt đi dạo lắm, mình thấy ngày nào mình thấy hết kiểu chó này đến kiểu chó khác, đi thoải mái, nhẹ nhàng ghê chưa. Nhưng mà chó ở đây bị cấm xuống bãi biển nha, chỉ được đi trên này với đi xe xe ở dưới bãi cỏ thôi, với biển thì bị cấm. Và ở đây cái sự tự giác của họ rất là cao, ý thức của họ rất là cao, lúc nào chó mà làm cái đi cái chuyện nặng kia thì là họ hốt ngay lập tức, cho nên mình chưa bao giờ giẫm phải cái chó khi mình chơi ở cái vùng này. Lương được trả cho dắt chó đi dạo thì trung bình khoảng 20 đô cho đến 45 đô cho một tiếng dẫn chó đi dạo. Nếu hai con thì giá khác nhau một chút. Các bạn có thể dẫn một lần hai con hoặc có thể dẫn 10 con. Tùy khả năng các bạn có thể dẫn được bao nhiêu con thì các bạn sắp xếp. Rồi các bạn có thể chăm sóc chó qua đêm. Đấy là những công việc các bạn không cần phải có bằng cấp hay tiếng Anh, mà các bạn chỉ cần yêu động vật thôi. Nếu các bạn có chuyên môn tay nghề cao thì có thể làm bác sĩ thú y, và lương bác sĩ thú y thì có thể tính nhiều hơn, có thể 10.000 một tuần, 5.000 một tuần. Vì thuốc cho chó, chị bộ chết chó, thiến chó, chị những cái ca mổ thì lên đến hàng ngàn đô la lận, cao lắm. Và buôn bán chó, mở shop bán riêng cho chó thì tiền rất là nhiều. Nếu các bạn biết phối giống chó thì có những chú chó con các bạn có thể bán 5.000 một chú chó con. Và
Nếu một bầy chó các bạn nuôi được nhiều thì các bạn nhanh lên, có thể kiếm chục ngàn rất là dễ dàng. Đằng sau lưng mình cũng là hai chú chó đang được ngồi chơi ngắm cảnh biển, ngồi trên bãi cỏ. Bãi cỏ này rất là sạch sẽ các bạn ơi. Ngày nào mình cũng thấy chó ngồi trên cái bãi cỏ này nhưng không hề có một cái gì bệnh của con chó ở trên cái thảm cỏ này cả. Vì chủ họ sẽ dọn ngay lập tức và họ tránh trường hợp làm xấu những nơi ngắm cảnh biển ngồi thoải mái để cho những người khác đi như thế này. Cái sự ý thức của họ rất là cao. Là những chú chó ở đây, nhất là vùng biển, mình thấy rất là được cưng chiều. Có những khi họ còn được mướn người dẫn chó đi dạo nếu họ bận rộn nữa. Chó được đi cắt tóc, tỉa lông chó và cắt móng chân chó. Có khi 1 tháng một lần hoặc có khi 3 tháng một lần. Được chăm rất là tốt. Mình thấy nếu những bạn nào mà không có kinh nghiệm về chăm sóc chó mà vẫn muốn kiếm tiền nhiều thì các bạn chỉ cần mở những gian hàng bán đồ về chó. Có 2 con chó trước mặt mình đẹp lắm nè. You want in the photo? Beautiful doggy. That's Kiki. That's Frankie. Beautiful. How old? She's 3. She'll be 4 in August. And Frankie just turned 5. So boy and girl. One boy and girl. Yeah. Wow, enjoy. Đấy, hai chú chó đẹp ghê chưa? Đang nằm lăn lộn trên bãi cát. Cưng ghê thiệt. Hai con luôn, chắc là của ông chồng một con, vợ một con quá. Hai con này ụp ịt 3 tuổi đi phải. Được cưng ghê chưa? Hai con chó này mới thấy không có lông, cho nên khi nuôi chắc là không bị rụng lông trong nhà. How spoiled. Oh, they're spoiled. Đang nằm lăn lộn trên cát, trên cỏ. Đấy, bãi cỏ này lúc nào cũng có thấy chó đi ngang qua. Nhưng mà có những con chó này nó rất là mắc tiền. Có khi cũng 5.000 đô một con. Có khi một con chó 10.000 đô một con. Cho nên nó không có bị rụng lông các bạn ơi. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà lần sau nha.